Hai ba năm gần đây, tôi có đề xướng một câu giản tiện hơn là thuần tịnh, thuần thiện. Tại vì sao lại đề xướng cái câu này? Vì mấy năm gần đây tai nạn quá nhiều. Đặc biệt là ôn dịch, bệnh truyền nhiễm. Ở mỗi vùng, khi nói đến vấn đề này đều chấn động lòng người, đều sợ hãi vô cùng. Chúng tôi đối với những sự việc này thì rất bình thường. Đây cũng là hiện tượng tự nhiên do nghiệp chúng sanh chiêu cảm nên. Làm sao mới có thể không bị tai nạn? Thuần tịnh thuần thiện thì sẽ không bị. Tâm địa thuần tịnh thì bạn sẽ không bị cảm nhiễm. Tâm địa từ bi, tâm từ bi có thể giải độc. Tâm thanh tịnh thì không bị cảm nhiễm. Không cần phải tìm bác sĩ, không cần phải uống thuốc. Tất cả các loại thuốc đều có tác dụng phụ, cho nên thuốc uống không phải là thứ tốt. Nếu thân thể của mình có bệnh thì hãy mau sám hối. Vì sao vậy? Vì bệnh là do ý niệm bất thiện, lời nói việc làm bất thiện sẽ sanh ra bệnh. Điều này là từ sự kết tinh của nước chứng minh được. Cho nên gặp được tiến sĩ Giang Bụng Thắng, tôi rất vui mừng. Tôi đem đạo lý này ở trên Kinh Phật nói với ông. Cảnh giới của chính ông vẫn chưa chuyển được, tôi thì đã chuyển được rồi. Tôi nói với ông ấy là những điều mà ông đã thí nghiệm chứng minh lời Phật nói ở trên Kinh là chính xác. Nước, ông ấy chứng minh là nước có thể nghe được âm thanh, nước có thể thấy, nước có thể nghe, có thể thấy, nước hiểu được ý nghĩ con người. Bạn dùng tâm thiện, lời nói thiện đối với nó thì phản ứng của nó rất là đẹp. Nếu bạn dùng ý ác, bạn nói là ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, thì trong kính hiển vi nó kết tinh rất là xấu, rất là khó coi. Điều này thật sự là từ trong thí nghiệm của khoa học đã khám phá ra. Tôi khuyến khích ông đem việc thí nghiệm này nâng cao hơn nữa. Tôi nói nước là gì? Là pháp tánh. Pháp tánh nó có bản năng. Bản năng của nó chính là thấy, nghe, hay biết. Cho nên nó có thấy, nghe, hay biết chính là điều bình thường. Nó vẫn có tánh đức. Đức năng, tôi nói trong cái đức này, ông hiện giờ chỉ phát hiện được một phần, chính là sắc tướng. Sắc tướng mà nó hiển thị là tánh đức của nó. Ngoài trừ sắc tướng ra, trên Kinh Phật có nói sắc thanh hương vị âm thanh. Bạn dùng thiện ý đối xử với nó thì âm thanh của nó rất hay. Hiện nay vẫn chưa khám phá ra. Nó có hương, nó có vị. Sắc thanh hương vị đều là từ trong tâm chúng ta biến hiện ra. Tâm chúng ta là thiện thì sắc thanh hương vị đều tốt. Nhưng mà ngày nay ông ấy chỉ mới khám phá được ra sắc, còn thanh hương vị chưa phát hiện ra. Tôi nói công việc của ông vẫn chưa đủ, hãy cố gắng sớm nghiên cứu thêm. Nước có thanh, có hương, có vị, tùy theo ý niệm của con người mà nó thay đổi. Ăn uống cái gì là tốt, thức ăn uống như thế nào,
khi mang đến chỗ này của ta đều là thực phẩm của người cõi trời. Vì sao vậy? Vì mang đến trước mặt của ta, ý niệm của ta sẽ chuyển biến nó. Sắc thanh hương vị cả thấy đều tốt. Cho nên bạn phải biết chuyển thì việc học Phật của bạn mới không uổng công. Thì thân thể, tôi từng nói, vĩnh viễn sẽ không sanh bệnh, vĩnh viễn sẽ không già yếu. Bạn học Phật thành tựu ở chỗ nào? Ở trên khuôn mặt của bạn, ở trên thân thể của bạn, ở trong hoàn cảnh cuộc sống của bạn. Bạn có chuyển được hay không? Cái đạo lý này ở trong Kinh Đại Thừa thường hay nói, cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp do tâm tưởng mà sanh. Thế giới Cực Lạc là tâm tưởng sanh, quả báo của chư thiên là tâm tưởng sanh, ba đường ác cũng là tâm tưởng sanh. Bạn tưởng cái gì thì hoàn cảnh liền biến thành cái đó. Cảnh nhất định sẽ chuyển theo ý niệm của bạn, không sai chút nào. Tiến sĩ Giang Bụng Thắng đã làm thí nghiệm này được 10 năm. Năm nay là năm thứ 10. Năm kia Pháp Sư Ngộ Bình phát hiện ra phần tài liệu này ở trên mạng Internet, tải xuống đưa cho tôi xem. Tôi vừa nhìn thấy thì rất hoan hỷ, hoàn toàn giống như những điều trong Kinh Đại Thừa đã nói. Tôi liền bảo Sư Ngộ Bình sưu tập thêm tài liệu. Tôi muốn tìm Tiến sĩ Giang Bụng Thắng. Tìm ông ấy để làm gì? Tôi muốn nói với ông ấy, ông hiện giờ mới phát hiện ra chỉ có một phần, vẫn còn rất nhiều điều ông chưa phát hiện ra. Tôi đem những điều này nói với ông ta, ông phải nâng cao nghiên cứu của ông lên, hãy mở rộng nghiên cứu của ông. Mong muốn là cả thảy đều được chứng minh. Hết thảy tất cả vật chất, không chỉ là nước, nước là khoáng vật, bùn cát, gạch đá, cả thảy đều có tính, thấy nghe hay biết, cả thảy đều có sắc thanh hương vị. Vì sao vậy? Nó có pháp tánh. Đây chính là trong Kinh Đại Thừa. Như Kinh Lăng Nghiêm chúng ta đọc rất nhiều. Trong Kinh nói, các pháp đã sanh, do tâm mà hiện. Tất cả nhân quả, thế giới phi trần, thế giới này là nói đến vũ trụ, tinh hệ lớn. Vi trần là nói vật chất nhỏ nhất. Ngày nay chúng ta nói là nguyên tử, điện tử, lạp tử. Hiện nay các nhà khoa học nói còn có thành phần nhỏ hơn lạp tử, gọi là hạt vi lượng. Trong tương lai không biết có phát hiện ra nhỏ hơn không, điều này rất khó nói. Trong Kinh Phật có nói vi trần là hạt nhỏ nhất. Nhân tâm thành thể, thể của nó là gì? Thể của nó là chân tâm, là pháp tánh. Pháp tánh có đủ đức năng. Đức là vô lượng trí huệ, vô lượng năng lực, vô lượng tướng hảo là đức. Năng là thấy nghe hay biết. Cho nên vi tần cực kỳ vi tế đều có thấy nghe hay biết. Bốn năm trước có một vị cư sĩ tặng cho tôi quyển sách tên là Âm Thanh Đồng Hoang, do Đài Loan xuất bản, viết về thổ dân Úc Châu. Tôi xem được một bài về cách trị bệnh của họ, tôi xem cảm thấy rất là thú vị. Cách chữa bệnh của họ là dùng tâm linh, dùng tâm thuần tịnh thuần thiện để chữa bệnh. Họ không cần dùng phương pháp gì khác để trị bệnh, cũng không cần dùng bất kỳ loại thuốc gì, chỉ là dùng tâm thuần tịnh thuần thiện để trị lành bệnh. Hơn nữa bệnh rất nhanh chóng khỏi. Như là ngày thứ nhất
bị thương nặng, bị gãy xương cốt. Đến sáng sớm ngày thứ hai thì có thể đi lại như mọi người, hoàn toàn hồi phục. Có một vị bác sĩ người Mỹ nhìn thấy nó là kỳ tích. Nhưng trên thực tế, cái đạo lý này đều có trong Phật Pháp. Các bạn nên biết, nếu có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chính mình, điều này không có gì khác hơn là phải biết mỗi tế bào ở trên thân thể của chúng ta mỗi một phân tử, mỗi một lạp tử, nó đều là sống, nó đều có thấy, nghe hay biết. Họ trị bệnh như thế nào? Từ trên cao té xuống, thân thể bị thương nặng, xương cốt bị gãy. Người thổ dân Úc Châu đó nói rất hay. Ông ta nói sau khi bị té xuống thì những tổ chức tế bào ở vị trí đó đã bị hoảng sợ. Vậy phải làm sao để chữa trị? Là hát cho nó nghe, an ủi nó. Sau khi an ủi thì bảo nó không nên sợ hãi. Mỗi người trở về với trách nhiệm công việc bình thường của mình, hợp tác lẫn nhau thì vết thương sẽ lành. Vi diệu vô cùng. Từ sự việc này, lần đó tôi ở Nhật Bản là một thí nghiệm, kết quả là rất thành công. Bởi vì khi chúng tôi đến Nhật Bản, hiện tại chúng ta đang ở miền Nam là mùa hè, ở Nhật Bản là mùa đông, có tuyết rơi, chênh lệch nhiệt độ rất lớn, cho nên lớp da bị dị ứng, trên đùi nổi lên rất nhiều đốm đỏ, rất ngứa. Mấy ngày đầu tôi sử dụng dầu miên dương. Dầu miên dương rất có kết quả, nhưng mỗi ngày đều phải dùng dầu, mỗi ngày phải rửa, mỗi ngày phải thoa dầu. Cuối cùng tôi nghĩ đây không phải là cách giải quyết, nên không cần nữa, không dùng dầu miên dương nữa, mà thương lượng với cái chân. Tôi nói với nó, tôi nói toàn thân của chúng ta, mỗi một bộ phận, mỗi một tế bào, mỗi một nguyên tử, mỗi một điện tử, mỗi một lạp tử, mỗi một vi trần, sinh mạng của chúng ta là cùng một thể. Chúng ta phải hợp tác lẫn nhau. Chúng ta đừng để bị ảnh hưởng của nhiệt độ ở bên ngoài. Không nên bị ảnh hưởng của nhiệt độ bên ngoài. Mỗi người này vui vẻ trở về vị trí làm việc của chính mình. Hãy bình thường hợp tác lẫn nhau. Tôi nói những lời này đến 3 lần. Một ngày nói 3 lần đến 4 lần. Ngày thứ hai thì thấy ổn rồi. Các đốm đỏ tuy là chưa biến mất, nhưng chẳng còn ngứa nữa, và không còn dùng thuốc nữa. Nếu biết được cách chữa này thì sẽ làm cho bác sĩ thất nghiệp thôi. Tôi dùng cách này rất có hiệu quả. Cho nên mọi người khi tuổi tác đã lớn, trở nên già, cho nên bạn phải thường xuyên nói với chính mình, phải trẻ mãi, không nên chịu sự ảnh hưởng bên ngoài, thì bạn sẽ vĩnh viễn không già. Cho nên phải khẳng định mỗi một tế bào trên cái thân này đều là sống, thật sự là sống. Nên biết được tất cả dạng vật, hết thảy tất cả dạng vật, tất cả động vật, thực vật, khoáng vật đều là sống, đều có thể thấy, nghe hay biết, đều có sắc thanh hương vị, đều có tất cả đức tính tốt đẹp như lời của Như Lai đã nói trên kinh. Thấy đều có đủ. Trong vi trần có thế giới, trong thế giới có vi trần, trong vi trần đó lại có thế giới. Trong kinh Hoa Nghiêm đã nói vũ trụ là trùng trùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Cho nên bạn phải hiểu, bạn phải khẳng định, bạn phải tùy thuận, bạn không thể chống lại. Bạn mà chống lại thì sẽ có phiền phức. Chống lại là thuận theo ý của bản thân mình, vậy thì tai nạn liền đến. Trong lần tham gia hội nghị này, tôi sẽ nói với mọi người, tôi nói sự ổn định hòa bình chẳng có điều gì khác hơn là nền giáo dục của thánh nhân, chính là dạy cho bạn hiểu được thiên nhiên. Trên kinh Bát Nhã có nói thật tướng của các pháp, bạn phải hiểu rõ, phải thông suốt, sau đó thì thuận theo tự nhiên.
nhất định không thể làm ngược lại. Nếu làm ngược lại thì tai nạn sẽ đến. Tự nhiên chính là hài hòa, tự nhiên là không có xung đột. Kinh điển của Phật đã dạy cho bạn tất cả. Thí dụ như điều vừa rồi mới nói, tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước là quy luật của tự nhiên, là sự vận hành của tự nhiên. Như thập thiện đã nói với bạn, thập thiện là tự nhiên, là đức hạnh vốn có trong tự tánh của bạn. Bạn mà làm trái nghịch với điều này, ngày nay bạn tạo sát đạo dâm, nói vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, vậy là bạn đã trái nghịch với tánh đức, trái nghịch với quy luật của tự nhiên, thì tai nạn sẽ đến với bạn. Bạn đã tạo nghiệp rồi. Cái đạo lý này rất sâu, đối với người sơ học mà nói thì rất khó thể hội được. Họ cảm thấy rất là mới lạ, nhưng mà không dễ gì họ tin tưởng. Cho nên tôi phải dạy cho họ một phương pháp. Tôi nói bạn hãy quan sát thân thể của chính chúng ta. Thân thể là vũ trụ nhỏ, bên ngoài là vũ trụ lớn. Vũ trụ nhỏ và vũ trụ lớn phải hoàn toàn như nhau, là một không phải hai. Cha mẹ sinh ra cái thân thể này của chúng ta, đây là tự nhiên. Vì sao vậy? Vì cha mẹ không có xen tạp một chút suy nghĩ ở trong đó, là tự nhiên mà sanh. Nếu như bạn thuận theo tự nhiên thì nhất định thân thể của bạn sẽ khỏe mạnh, sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Nếu như bạn làm ngược với tự nhiên thì bạn sẽ gặp rắc rối to rồi. Bạn sẽ bị bệnh tật, tai nạn sẽ đến với bạn, thậm chí sẽ bị chết sớm. Tôi xin nêu ra một thí dụ. Tôi nói hôm nay phát ngoại sinh thái tự nhiên, cái thân thể này của chúng ta là sinh thái tự nhiên. Phá hoại sinh thái tự nhiên, ngày nay mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật phát triển đã phá hoại hoàn cảnh sinh thái của địa cầu, sẽ xảy ra rất nhiều tai nạn. Hiện nay chúng ta biết được tai nạn là do con người tạo ra. Thân thể của chúng ta là hoàn cảnh tự nhiên, nếu chúng ta phá hoại thân thể thì cũng như phá hoại địa cầu, cũng sẽ đem đến nhiều tai nạn. Sự phá hoại nghiêm trọng nhất là chỉnh sửa sắc đẹp. Sửa sắc đẹp chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Bạn đi xăm chân mày, cắt mí mắt, hình như là bạn đẹp thêm một chút, nhưng chỉ có vài năm thôi, sẽ làm cho thân thể của bạn sinh ra bệnh. Chính là do cái nhân này mà sinh ra. Bạn đã gây ra sai lầm, bạn sẽ chịu đau khổ. Cho nên cái tiệm làm đẹp đó, tôi nghĩ nên đổi lại tên là tiệm phá hoại sinh thái tự nhiên. Lần này tôi ở Úc Châu, Pháp sư Ngộ Thông đã tìm cho tôi một đồng tu, cũng là người học Phật, lên trên núi đến chỗ của tôi để nấu cơm, giúp tôi để dọn dẹp xung quanh. Bà ấy ở được 3 ngày thì bỏ đi. Là nguyên nhân gì? Cái mũi của bà ấy có vấn đề, đau không nói nên lời. Tôi nói tại sao có chuyện này gì? 20 năm trước bà ấy đã đi sửa sắc đẹp, nâng sống mũi, hiện giờ thì rất đau đớn, bệnh đã phát tác rồi. 20 năm sau bà ấy phải chịu cái quả báo này. Tôi nói đây chính là do phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Ở Đài Loan có một ngôi sao điện ảnh rất là nổi tiếng. Một hôm cô ấy gọi điện thoại cho tôi, sức khỏe của cô không tốt. Tôi nói cô bị bệnh gì vậy? Cô ấy nói lúc trẻ vì thích đẹp để lộ cái rốn ra bên ngoài, bây giờ trên cơ thể phát bệnh,
Đây chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Phải cẩn thận để ý. Cho nên nhìn thấy những cô gái trẻ mặc quần áo để lộ rốn ra bên ngoài, thì tôi nghĩ đến 20 năm sau họ sẽ gặp nhiều rắc rối, họ sẽ phải chịu quả báo. Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên mà. Vẫn còn một điều quan trọng nhất mọi người không nên sơ suất, đó là chuyện phá thai. Phá thai là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, chính là làm trái với định luật nhân quả. Bạn hãy tỉ mỉ mà điều tra, mà đi khảo sát. Phàm là người đã phá thai thì thân thể không tốt, tinh thần cũng không tốt, gia đình và sự nghiệp của họ cũng không tốt. Bạn hãy điều tra thử thì bạn sẽ hiểu được. Thật khủng khiếp. Làm trái với nhân quả. Vậy cái nhân quả đó là gì? Ở trên kinh Phật đã nói, con cái đến đầu thai là do bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu chúng đến để báo ân thì đây là đứa trẻ hiếu thảo, mà bạn đi giết chúng, vậy là ân biến thành thù, lần sau nó sẽ đến báo thù. Nếu nó đến để báo thù mà bạn lại giết nó thì mối thù càng tăng lên. Thật là kinh khủng. Tai họa không thể lường được, đời đời kiếp kiếp không thể nào dứt. Bạn nói xem điều này đáng sợ biết bao. Điều này không những là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, mà còn phá hoại định luật nhân quả. Ở đây là tôi ngẫu nhiên nêu lên vài ví dụ để cho bạn hiểu được. Trước đây lão sư Lý nói với tôi, nghe nói theo nền y học của Trung Hoa, ở trong Linh Xu Hoàng Đế Nội Kinh có nói, thọ mạng của con người, con người giống như một cái máy, nếu biết bảo dưỡng nó, khéo chăm sóc cho nó, không phá hoại nó, có thể hoàn toàn thuận theo tự nhiên, thì thọ mạng của con người ít lắm cũng sống đến 200 tuổi. Bạn sống không đến 200 tuổi là do bạn tự làm hại mình. Lời nói này hiện tại chúng ta nghĩ thử xem, nó có đạo lý vô cùng. Cho nên điều này không phải là do bên ngoài, mà là do mình tự làm hại mình. Đặc biệt là việc học Phật, ở trong Phật Pháp có những lý luận rất hay, những phương pháp rất hay, nhưng đáng tiếc là bạn chưa học được. Những lời này các vị phải nghe cho rõ ràng. Vì sao chưa làm được? Là do sợ bị thiệt thòi, bị lừa gạt. Người ta lừa gạt mình, ta dùng lời chân thật đối xử với người khác thì ta sẽ bị người khác lừa gạt sao? Bạn không biết được. Cổ nhân có nói, chịu thiệt thòi là phước. Bạn không tin cái câu nói này. Trước mắt hình như là bị thua thiệt, nhưng thực sự thì phước báo ở phía sau. Nhất định là không bị thua thiệt. Cho nên phải thật sự học, thật sự làm, phải thật sự áp dụng lời giáo huấn của Phật. Phải học nhận biết hoàn cảnh, học để chuyển đổi hoàn cảnh của chính mình. Thật sự là nếu chuyển được vật thì đồng giới Như Lai. Thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm là thuận theo tự nhiên, chẳng có thay đổi tự nhiên chút nào mà được thành tựu. Cho nên hoàn cảnh thuận theo tự nhiên, không có thêm chút suy nghĩ nào của mình ở trong đó, thì thế giới này chính là thế giới cực lạc, chính là hoa tạng thế giới, gọi là nhất chân pháp giới. Nếu thêm một chút ý nào thì cái thế giới này sẽ sanh ra thay đổi, là duy thức sở biến. Thức là cái gì? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần thêm vọng tưởng phân biệt chấp trước vào thì nó sẽ biến đổi. Không thêm những thứ này vào thì nó sẽ bình thường. Đối với thân thể mà nói, chỉ cần bạn không thêm ý của mình vào trong thân thể thì cái thân thể này là thân kim cang bất hoại.
Tại vì sao phải thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước vào trong đó nhiều như vậy? Tự mình hại chính mình. Hoàn cảnh, bạn thấy ở trong kinh có nói hoàn cảnh tốt đẹp như vậy. Nguyên nhân do đâu họ có hoàn cảnh tốt đẹp như vậy? Chẳng có gì khác, họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hình như lần này tôi ở thành phố Okayama của Nhật Bản. Ở địa phương này đã 400 năm không có tai nạn. Hiện nay người ta ra khỏi nhà đều không cần phải khóa cửa. Nguyên nhân do đâu? Vì người dân ở địa phương đó tâm địa thuần hậu, hiền lương. Nếu chúng ta không biết đường đi, khi hỏi đường đi, họ liền dẫn chúng ta đi đến nơi đó. Vẫn còn những người tốt như vậy. Ở những địa phương khác thì tìm không ra, ở nơi đây thì vẫn còn. Thật là hiếm có. Cho nên người ở địa phương đó tốt. Chẳng có gì khác là do lòng người hiền lương. Hoàn cảnh cuộc sống của họ là sự cộng nghiệp tốt. Cho nên chúng ta đọc sách xưa, ở trong Lữ Thị Xuân Thu có nói câu: phàm làm việc gì trước tiên hãy trị thân. Chữ trị này chính là điều hòa. Thân thành thì thiên hạ thành, thân trị thì thiên hạ trị. Sống vì mọi người, không phải mọi người vì mình. Ngày nay chúng tôi mở cuộc hội nghị Liên Hiệp Quốc này, đây là vì mọi người. Vì mọi người chứ không phải mọi người vì bản thân của mình. Những lời nói này chỉ có trong sách xưa. Người ngoại quốc không có cách nói này. Bản thân chúng ta tâm thanh tịnh thì thế giới sẽ thanh tịnh. Tâm thiện lương thì thế giới sẽ thiện lương. Nói tóm lại, phải đem hết thảy tất cả ý niệm bất thiện mà hóa giải. Năm nay vừa mới vào ngày đầu năm, chúng ta đã nghe nhiều nơi trên thế giới đã có dịch bệnh rồi. Tôi thấy trên báo chí đăng tin dịch cúm gia cầm. Rất nhiều địa phương đã đem chim thú đi giết. Nghe nói đã giết chết mấy trăm ngàn con. Vì này không thể được. Việc này đã tạo nghiệp quá nặng. Một con gà, một động vật là một mạng sống. Chúng không may mắc phải bệnh cúm, các bạn không giúp đỡ chữa trị cho chúng mà còn đem chúng đi giết. Vậy thì loài người mắc bệnh cúm thì có phải đem họ đi giết hay không? Đây không phải là cách giải quyết. Cách giải quyết là phải giúp chúng chữa trị. Nhưng mà hiện nay con người sùng bái người phương Tây, không tin vào phương pháp xưa của Trung Quốc. Phương pháp xưa của Trung Quốc vô cùng kỳ diệu. Bạn nói dịch bệnh, dịch cúm gà này, trong thức ăn dành cho gà dùng một ít thuốc, thêm một ít thuốc vào trong thức ăn, chúng ăn thì sẽ khỏi bệnh. Thảo dược giá rẻ, làm sao bọn lại giết nó được chứ? Càng giết thì càng nhiều. Vì sao vậy? Vì độc tố. Tham sân si, độc tố của sự sân hận đó, nó bộc phát ra ngoài. Sau khi độc tố này phát ra ngoài thì dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Ở cái thế gian này tìm không ra loại dược liệu có thể chữa trị.
Tại vì sao lại có cái hiện tượng này? Là do con người, con người không biết, con người ngu si, con người tạo nghiệp, cho nên phải gánh chịu cái quả báo này. Vậy là hôm nay chúng tôi đã giảng đến phẩm Đức Phong Hoa Vũ của thế giới Tây Phương. Chúng tôi có cảm giác rất sâu sắc cái hoàn cảnh hiện nay của chúng ta đang cư trú. Ở trong kinh điển đã nói đều là thuận theo tự nhiên. Sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền gọi chung là giáo dục đạo đức. Thói quen của người Trung Hoa thì gọi là giáo dục luân lý đạo đức. Đó là hoàn cảnh thuận theo quy luật của tự nhiên. Quy luật của tự nhiên gọi là đạo, thuận theo thì gọi là đức. Bạn có thể thuận theo tất cả thì sẽ tốt đẹp. Hoàn toàn giống như trên kinh Phật đã nói, phong là gió đức, vũ là mưa hoa. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, sáu trần đều làm Phật sự. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái gì gọi là Phật sự? Là giúp cho chúng sanh giác ngộ, không thể nghĩ bàn.